Liên quan đến tình hình dịch bệnh của thành phố Hà Nội, mới đây, ổ dịch Quốc Oai đã có thêm 4 ca mắc mới. Hiện các lực lượng chức năng huyện Quốc Oai, Hà Nội đang phối hợp để tiếp tục rà soát, không để lọt các trường hợp F1, F2 và các trường hợp liên quan. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.